Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh Râu Đêm. Hôm nay, trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Thu Hệ xin mời các bạn cùng tiếp tục lắng nghe tập 7 của bộ truyện Cơn say dục vọng của tác giả Phương Linh Hugo. Các tập truyện mới của bộ truyện này sẽ liên tục được lên sóng hàng ngày trên kênh vào khung giờ quen thuộc. Các bạn hãy nhớ nhấn đăng ký kênh, nhấn vào chuông thông báo để chúng ta không bỏ lỡ những tập truyện mới nhé. Cũng đừng quên like, chia sẻ video để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện qua giọng kể của Thu Huệ. Tới quán ăn, Thiên Hương mặc dù tâm trạng đang bất ổn, nhưng cô vẫn cố gắng ăn thật nhanh để đi thử thuốc. Cô cần phải vạch được bộ mặt của ông Mạnh càng sớm càng tốt. Ngược lại, Việt Hùng lại ăn vô cùng chậm. Nhìn nước ăn của anh, Thiên Hương thầm nghĩ, nếu là em của cô thì cô sớm cho anh một cái bạt tai rồi. Cô kiên nhẫn ngồi gần chờ hơn 30 phút, cuối cùng Việt Hùng cũng ăn xong bữa sáng. Lúc Quyền khởi động xe rời đi, Việt Hùng lại tìm lý do để thoái thác. Hay để anh nhờ thằng Tú kiểm tra giúp nhé, nó có đội quân người yêu cũ hùng hậu lắm. Thiên Hương làm mặt giận rồi nói, ban đầu anh lấy lý do là em không khỏe, rồi tới lý do đói, giờ ăn no rồi lại đẩy sang bạn của anh. Anh nói anh yêu em, vậy mà lúc em cần anh nhất, anh lại lấy hết lý do này tới lý do khác để thoái thác. Em chẳng cần anh nữa, không có anh em vẫn có thể tự thử được, không có anh thì em có nhờ người khác được mà. Dứt lời, Thiên Hương nói với Quyền, chú dừng xe cho cháu xuống với ạ. Quyền chưa kịp tiếp nhận những tin tức giật gân Thiên Hương vừa nói thì nghe Việt Hùng lạnh giọng, không dừng, cậu chạy về nhà tôi ngay lập tức. Dứt lời, anh quay qua Thiên Hương, nắm lấy tay của cô rồi nói, không phải là anh không muốn giúp em, mà anh sợ nếu đó đúng là thứ chúng ta đang tìm, khiến em phát tác, trả nợ hết cho anh sẽ không còn lý do, không còn cơ hội để gặp lại em nữa. Trái tim của Thiên Hương bất chợt đập liên hồi khi nghe Việt Hùng nói ra những lời nói này từ đáy lòng. Trước đó anh nói anh yêu cô cũng chỉ nghĩ đó là những lời chót lưỡi đầu môi, tuyệt đối không thể tin. Một người đẹp trai như anh, xuất sắc như anh, muốn người đẹp giỏi giang cỡ nào mà chẳng có. Vậy mà giờ đây anh lại lo được lo mất trước một cô bé còn non nớt, vắt mũi chưa sạch như cô. Là do anh yêu cô thật lòng hay sao? Cô không phải là không rung động trước anh, mà là vì cô chưa bao giờ dám nghĩ tới người đứng trên đỉnh cao tiền tài và danh vọng như anh lại có ngày dành tình cảm cho cô thật lòng. Thêm chuyện Khánh Chi đã cảnh cáo cô không được qua lại với anh vì một Thanh Vi yêu anh mà bất chấp mọi thủ đoạn. Vậy nên cô chỉ cho phép mình nghĩ tới anh như một chủ nợ tình ái của mình, không hơn không kém, mặc cho anh nói lời yêu cô trước đó. Bây giờ chứng kiến tận mắt anh vì sợ hết cơ hội gần gũi cô mà anh liên tiếp kiếm cớ từ chối cô như vậy, nên cô cố tình trêu anh. Nếu hôm nay em muốn anh mà anh giúp em thì em sẽ mang nợ anh thêm, chứ sao lại bớt được. Anh là doanh nhân thành đạt mà tính toán kiểu gì vậy? Việt Hùng đưa tay Thiên Hương lên miệng, cắn mạnh một cái khiến Thiên Hương đau tới mức hét lên. Sao anh lại cắn em? Cắn cho em nhớ lời em vừa nói. Em thất hứa với anh bao giờ chưa? Hơn nữa còn có chú Quyền làm chứng nữa. Em dám quỵt nợ của anh sao? Ngày nhắc tới tên Quyền, tai Quyền vốn đỏ do nghe lén câu chuyện của Việt Hùng và Thiên Hương nãy giờ, lại bây giờ lại càng đỏ hơn. Quyền ngại giọng nói, vâng, em xác nhận làm chứng cho cả hai người ạ. Mặc dù nói ngoài miệng như vậy, nhưng cả Việt Hùng và Thiên Hương đều rất căng thẳng trước việc thử loại thuốc không hề có nhãn mác xuất xứ này. Để xác nhận không phải là thuốc độc, Việt Hùng còn đổ thử một nửa lọ thuốc nhỏ vào bể cá nhỏ trong phòng của mình. Chờ đợi một lúc, thấy các chú cá vẫn bình an vô sự, tung tăng bơi lội, anh mới lấy một ly nước lọc rồi đổ phần còn lại vào. Nhìn thấy hai tay của Việt Hùng run tới mức thiếu chút nữa đổ thuốc ra ngoài, Thiên Hương nhìn anh hỏi, giọng nói của cô phát ra chứng tỏ cô đang run sợ hơn cả anh. Anh muốn kết quả của loại thuốc này thế nào? Đúng là thuốc kích dục hay không phải? Đương nhiên là anh mong muốn nó không phải rồi. Hơn ai hết, cô cũng mong có một kết quả tốt đẹp như anh vừa nói, rằng ông Mạnh không phải là người xấu, rằng tình cảm ông dành cho bà Vân là thật lòng, không hề tính toán, lợi dụng. Loại thuốc này không màu, không mùi, không vị,
nên khi đổ lẫn với nước không hề bị phát hiện. Thiên Hương nhanh chóng bưng ly nước lên uống cạn. Nhìn cô uống mà mồ hôi của Việt Hùng cũng túa ra như mưa. Nhớ lại lần trước, lúc tắm cô phát hiện ra thuốc phát tác nên cô nói với Việt Hùng. Em vào trong tắm, anh ngồi đây chờ em một lát nhé. Em vào đấy một mình anh không yên tâm. Anh đừng đi theo em nữa. Em sẽ để ở cửa. Nếu anh thấy em lâu không ra thì anh vào. Việt Hùng gật đầu đồng ý với Thiên Hương, nhưng nét mặt của anh không che giấu được vẻ lo lắng. Thiên Hương cởi đồ ra rồi ngồi vào bồn vừa xả nước, vừa hồi hộp chờ đợi kết quả. Và một điều cô không bao giờ mong muốn đã tới rất nhanh. Thậm chí nước chưa xả đầy bốn bồn, người cô đã bắt đầu có dấu hiệu dâm gian trong người. Cô thầm nhủ, biểu hiện của cô lúc này có lẽ chỉ là do tâm lý lo lắng nhất thời mà thôi. Ông Mạnh từ trước tới nay đối xử rất tốt với mẹ con cô, chắc chắn là ông không bao giờ làm cái chuyện thất đức này. Và sự thật luôn làm cho người ta thất vọng, thậm chí đẩy người ta vào một trạng thái tuyệt vọng, xen lẫn thù hận. Từ lúc cô uống ly nước tới giờ chỉ mới khoảng 5 phút, vậy mà thuốc đã phát tác. Cả người cô nóng lên bừng bừng như bị lửa đốt. Nỗi hoang mang sợ hãi trong cô lúc này không thể che lấp được cảm giác muốn được Việt Hùng cưng nựng, vuốt ve. Sự thật nghiệt ngã này khiến cô nhớ tới buổi tối sinh nhật. Cô cũng chỉ vào tắm một lúc là cảm thấy khó chịu trong người. Đồng nghĩa với thủ phạm gây cho cô thèm muốn đàn ông hôm đó chính là chai nước trong tủ lạnh, chứ không phải là hai ly rượu cô uống trong tiệc sinh nhật. Nhớ lại buổi tối hôm đó, chính ông Mạnh là người đưa cô lên tận phòng. Lúc cô lấy chai nước trong tủ lạnh uống, ông ta cũng tận mắt chứng kiến. Chắc chắn là ông ta không hề rời đi, mà ông ta đứng bên ngoài tính toán thời gian thuốc phát tác, rồi lại quay lại, đột nhập vào phòng và cưỡng hiếp cô. Thiên Hương đưa hai tay run rẩy viện hai bên bồn tắm để giúp cơ thể không bị chìm xuống. Lồng ngực lên xuống khiến cô hô hấp một cách vô cùng khó khăn, và vô số câu hỏi đặt ra trong đầu cô lúc này. Liệu bà Vân có biết là bà bị ông Mạnh dùng trò bẩn thỉu để điều khiển tình cảm của bà suốt mấy năm qua hay không? Hay bà biết nhưng bà mắt nhắm mắt mở cho qua? Bà có bao giờ nghĩ tới trường hợp cô con gái của bà cũng bị chính người chồng đầu ấp tay gối với bà tính kế hay không? Nếu đúng ông Mạnh là người cưỡng hiếp cô, thì chính ông cũng là người cưỡng hiếp bà Ánh Nguyệt 2 năm trước và để lại hậu quả cho bà tới tận bây giờ. Phản ứng của Việt Hùng sẽ như thế nào khi biết chính ông Mạnh là thủ phạm? Ngoài mẹ con cô, bà Ánh Nguyệt ra, liệu còn ai khác là nạn nhân của ông ta nữa hay không? Càng nghĩ, Thiên Hương càng hoảng hốt tới mức cô muốn đứng dậy ra ngoài cũng vô cùng khó khăn. Nếu như bên trong phòng tắm, Thiên Hương đang phải đấu tranh với hai loại cảm xúc trái chiều cực mạnh đến cùng một lúc, thì bên ngoài tâm trạng của Việt Hùng cũng không khá hơn là bao. Nếu đúng ông Mạnh là người hãm hiếp Thiên Hương buổi tối hôm đó, và khả năng chính ông ta cũng là người hãm hiếp mẹ của anh 2 năm về trước, anh nhận định người đàn ông này không hề đơn giản. Ông ta ngoài chuyện tính toán trước vô hiệu hóa an ninh tại khách sạn The Line trước khi thực hiện âm mưu của mình, thì ông ta là một người bẻ khóa cực giỏi. Cả hai lần ông ta đột nhập vào phòng đều không hề để lại dấu vết gì cả. Vì vậy, chuyện tố cáo ông ta với công an hoàn toàn là không thể, bởi vì không có bất kỳ chứng cứ gì. Kể cả số thuốc này muốn tố cáo ông ta là chủ nhân cũng khó. Việt Hùng đang đau đầu phân tích thì nghe tiếng đập nước trong bồn tắm. Giây phút nhìn thấy Thiên Hương đang chới với trong bồn tắm đầy nước, tim anh bỗng quặn thắt lại. Anh nhanh chóng nhảy vào bồn tắm, đỡ cô ngồi dậy. Khi chạm vào người cô, cả người anh bỗng chốc cứng đờ. Da thịt của cô nóng rẫy, không khác gì người bị sốt, giống như buổi tối sinh nhật anh gặp cô. Một lúc sau anh mới thoát khỏi trạng thái đơ người. Anh lặng lẽ khóa vòi nước lại giúp cô. Chúng ta ra ngoài nhé. Cô muốn đi ra khỏi bồn tắm để lấy điện thoại, gọi báo cho bà Vân, hoặc là gọi báo cho Thành Công để anh biết đường xoay sở. Nhưng cố gắng lắm, cô cũng không thể ngồi dậy bước ra khỏi bồn tắm. Cả người cô giống như bị rút hết sức lực, khiến cô bị chìm xuống bồn tắm. May mà có anh vào đỡ kịp lên. Sự đụng chạm của Việt Hùng khiến Thiên Hương cảm thấy vô cùng dễ chịu. Cô vô thức ôm chặt lấy anh, phả hơi thở nóng rẫy vào ngực của anh, khiến anh giật mình, đưa tay lên, áp lên trán của cô, lo lắng hỏi. Hiện tại em cảm thấy thế nào? Thiên Hương cầm một bàn tay của Việt Hùng đặt lên ngực trái của mình, cô bật khóc nói. Ở đây của em rất đau, nhưng em lại có cảm giác muốn được anh làm chuyện đó nữa. Thuốc phát tác khiến Thiên Hương càng thèm muốn được Việt Hùng.
Nhưng cơn thèm muốn trỗi dậy trong lúc cô phát hiện ra bộ mặt thật của ba Dượng mà lâu nay cô tin tưởng khiến cô có cảm giác đau đớn vô cùng. Ánh mắt bất lực của Việt Hùng nhìn Thiên Hương, anh nhẹ nhàng hỏi cô. Em muốn ra ngoài hay ngồi đây ngâm nước cho dễ chịu? Em muốn ngồi ở đây. Cô nghĩ ngồi đây ngâm nước, biết đâu sẽ không cần anh giúp làm cái chuyện đó trong lúc đang đau khổ thế này. Thế nhưng cô đã nhầm, hành động Việt Hùng cởi áo anh đang mặc ra, ngồi trước mặt của cô giống như là hành động thêm dầu vào lửa. Việc cô đang ngồi trong bồn nước lạnh hoàn toàn không hề có tác dụng. Vừa bị thuốc kích dục phát tác, vừa chiêm ngưỡng cơ thể rắn chắc đẹp như tượng thần của anh, thì mọi lo lắng trong cô bị lúc này đều bị con quỷ dục vọng trỗi dậy đánh bại. Anh giúp em đi. Nhìn người con gái mình yêu nói anh giúp cô thỏa mãn nhu cầu trong nước mắt mà anh đau lòng không thôi. Anh kéo cô ngồi lên đùi của mình, ôm chặt lấy cô. Anh cố tình giúp cô đánh lạc hướng. Bây giờ em tính thế nào? Ở khách sạn có gắn camera an ninh không? Anh giúp em kiểm tra xem có đúng là ông ấy đã đột nhập vào phòng của em buổi tối hôm đó không? Ngay buổi sáng hôm sau khi em biến mất khỏi sân thượng mà không báo cho anh biết, anh đã cho nhân viên kiểm tra camera an ninh thì phát hiện toàn bộ hệ thống an ninh đã bị ngắt. Buổi tối mẹ anh bị cưỡng hiếp cũng thế, cho nên đến nay anh vẫn không có một chút manh mối nào về kẻ đó cả. Em có một cách để biết chắc chắn có phải là ông ta hay không? Cách gì? Em sẽ trực tiếp quyến rũ ông ấy. Thiên Hương vừa dứt lời, Việt Hùng liền lên tiếng phản bác. Không được. Nếu không có chứng cứ để tố cáo ông Mạnh lên công an thì anh còn vô số cách khác để bắt ông ta chịu tội. Anh sẽ không bao giờ để cho cô bị rơi vào tay của hắn ta một lần nữa. Tại sao? Tại vì anh không muốn em gặp nguy hiểm. Em sẽ cẩn thận mà. Em cẩn thận cỡ nào? Muốn quyến rũ hắn ta, em cũng phải ăn mặc khiêu gợi để gây chú ý với hắn. Mà anh không muốn ai khác nhìn thấy cơ thể xinh đẹp của em cả. Chuyện này để anh lo. Nói rồi Việt Hùng đưa tay vuốt ve đường cong mềm mại của cô, khiến cho cô không chịu được sự kích thích mà nảy người lên. Anh có thể đi vào trọng tâm luôn được không? Việt Hùng cố tình làm ngơ, không biết cô đang nói gì. Trọng tâm gì cơ? Thuốc phát tác khiến em rất khó chịu, anh giúp em đi. Anh suy nghĩ lại rồi, anh không thể dễ dãi trong chuyện quan hệ này nữa. Thiên Hương vô cùng bất ngờ với lời từ chối thẳng thừng của anh trong lúc cô đang rất cấp bách. Cô tỏ vẻ hờn trách anh. Anh nói anh yêu em cơ mà, tại sao lúc em cần anh lại không giúp em? Anh rất yêu em, rất yêu em, nhưng từ nay về sau chỉ phục vụ người anh yêu, và người đó cũng yêu anh. Anh không thể tùy tiện giúp người một cách dễ dãi nữa. Lúc này thuốc đã phát tác dụng, khiến Thiên Hương không thể chịu đựng được nữa mà thừa nhận tình cảm của mình dành cho anh. Lưu Việt Hùng, em yêu anh. Anh cũng yêu em. Dứt lời, anh ngay lập tức giúp cô giải thuốc. Cho đến khi Việt Hùng lên đỉnh lần thứ hai, Thiên Hương cũng đã thấm mệt. Cô nhìn anh rồi nói, anh chở em về nhà nhé. Nhưng chúng ta mới làm hai lần mà. Chắc tại lần trước ông ta cho nhiều thuốc nên em mới ham muốn nhiều lần như vậy. Hôm nay em thấy đủ rồi. Việt Hùng và Thiên Hương nhanh chóng được quyền lái xe trở tới nhà cô, vì hai người ý thức được vẫn còn nhiều việc trước mắt cần phải giải quyết. Thế nhưng xe mới vừa rời nhà anh một đoạn, điện thoại của anh đã đổ chuông, là ông Việt Dũng gọi tới. Việt Hùng nhanh chóng bắt máy. Alo con nghe. Con đang ở đâu đấy? Tới bệnh viện gấp đi. Dạ vâng. Cúp điện thoại của ông Việt Dũng, Việt Hùng nhìn Thiên Hương ngồi bên cạnh rồi nói, ba anh vừa gọi bảo anh tới bệnh viện gấp. Em ghé bệnh viện với anh một lát rồi anh đưa em về nhà nhé. Để em về nhà một mình anh cũng không yên tâm. Dạ vâng. Nếu cô về nhà bây giờ đối mặt với ông Mạnh, chắc chắn là cô không giữ được bình tĩnh. Chuyện đó rất dễ bại lộ kế hoạch vạch trần bộ mặt của ông ta. Vì vậy cô theo Việt Hùng đến bệnh viện. Lúc Việt Hùng và Thiên Hương vào phòng bệnh của bà Ánh Nguyệt, thấy trong phòng đông người, tim anh bỗng đập thình thịch, mặt mũi anh bỗng chốc tái mét. Mẹ của anh bị trở nặng sao? Tại sao trong phòng của anh lại nhiều người thế này? Thế nhưng anh không cần chờ đợi lâu, đã có câu trả lời. Thanh Vi từ phía trong chỗ giường bệnh của bà Ánh Nguyệt chạy tới ôm chầm lấy anh và nhõng nhẽo. Anh Hùng, em đưa ba mẹ tới thăm bác gái. Anh vào chào ba mẹ em đi.
Hành động và lời nói của Thanh Vi khiến cho Việt Hùng bị bất ngờ. Khó khăn lắm anh mới khiến cho Thiên Hương nói lời yêu anh ít phút trước. Vậy mà giờ đây anh lại để cho cô đối mặt với tình huống khó xử này. Anh chưa kịp đẩy Thanh Vi ra khỏi người mình thì Thiên Hương đã dứt khoát gỡ bàn tay của anh đang nắm chặt lấy bàn tay của cô ra. Cô cố giữ bình tĩnh nói với anh. Anh ở lại đây tiếp khách với hai bác đi, em về nhà trước. Dứt lời, Thiên Hương lặng lẽ đi ra khỏi phòng bệnh của bà Ánh Nguyệt. Mặc dù tâm trạng của cô lúc này đang rất bất ổn, mặc dù cô rất muốn ở đây ba mặt một lời với Việt Hùng, người vừa nói yêu cô, để xem trái tim của anh bao la đến chừng nào mà có thể chứa đựng tình yêu cho nhiều người đến thế. Nhưng cô ý thức được tình hình của bà Ánh Nguyệt đang bất ổn, cô không muốn ở đây khiến tình hình của bà ngày càng nặng thêm. Hơn nữa, vấn đề quan trọng nhất với cô lúc này là vạch được bộ mặt thật của ông Mạnh, chứ không phải là chuyện yêu đương mơ hồ với Việt Hùng. Thiên Hương rời đi, Việt Hùng mới bừng tỉnh dậy, đẩy Thanh Vi ra khỏi người mình. Anh chạy theo Thiên Hương, nắm tay cô kéo lại. Em đừng đi, vào đây chờ anh một lát, anh đưa em về. Em vào đấy với anh để làm gì chứ? Để chứng minh em là người chen ngang vào mối quan tình của anh và bạn gái anh sao? Cô ta không phải là bạn gái của anh. Không phải là bạn gái của anh, vậy tại sao anh lại để yên cho chị ấy ôm anh trước mặt của em, trước mặt ba mẹ chị ấy và trước mặt ba mẹ của anh như thế? Anh xin lỗi. Việt Hùng không biết lấy lý do gì để biện minh cho sự việc chớp nhoáng vừa xảy ra. Là do anh bị bất ngờ nên không có phản ứng kịp, chứ không phải là anh muốn để cho Thanh Vi ôm mình trước như vậy. Vì vậy anh chỉ có thể nói lời xin lỗi với Thiên Hương. Lời xin lỗi của anh khiến cho Thiên Hương bực mình. Cô hỏi ngược lại anh. Nếu em để cho thằng đàn ông khác ôm em ngay trước mặt anh sẽ có cảm giác gì? Thực sự anh... Thiên Hương cướp lời không cho Việt Hùng nói tiếp. Nếu mà anh chưa giải quyết xong những mối quan hệ mập mờ kiểu này thì đừng đến tìm gặp em nữa. Em có nhiều việc cần phải giải quyết nên không thể đứng đây nghe anh giải thích đâu. Dứt lời, Thiên Hương thẳng lưng bước đi, khiến cho Việt Hùng hoàn toàn tỉnh ngộ. Cô nói rất đúng, anh phải giải quyết hết những mối quan hệ mập mờ để không làm ảnh hưởng đến tình yêu của anh và cô. Mặc dù mạnh mẽ bước đi, nhưng giây phút cửa thang máy đóng lại, cô đã không kìm được mà bật khóc nức nở. Cô biết rất rõ, anh là một người đàn ông hấp dẫn nhất Việt Nam cơ mà. Chuyện anh được một người phụ nữ khác yêu là một chuyện hết sức bình thường. Cô nên tin tưởng vào anh mới đúng chứ. Mặc dù tìm đủ mọi cách để an ủi bản thân mình, nhưng Thiên Hương vẫn khóc tới mức nước mắt làm nhòe cả đường đi, tới mức cô va phải người của anh Tuấn mà không biết. Cô chạy nhanh ra ghế đá ngoài khuôn viên bệnh viện, ngồi ôm mặt khóc. Anh Tuấn lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh cô. Cậu biết nguyên nhân khiến cô buồn khóc như vậy là do mối quan hệ của Việt Hùng và Thanh Vi. Người vẫn thường lên báo với danh xưng là người yêu của Việt Hùng vì cậu vừa gặp Thanh Vi tại phòng bệnh của bà Ánh Nguyệt trước khi đi làm thủ tục xuất viện cho cô. Tối qua chứng kiến ánh mắt của Thiên Hương dành cho Việt Hùng, anh Tuấn biết cô đã dành tình yêu cho ông chú ruột của mình. Mặc dù rất đau khổ nhưng cậu quyết định buông bỏ. Thế nhưng bây giờ chứng kiến cô vì yêu mà khóc như vậy, cậu đau lòng không chịu được mà khó chịu với cô. Sao cậu lại phải ngồi đây khóc như vậy? Nghe giọng của anh Tuấn, Thiên Hương vẫn ôm mặt khóc. Một lúc sau cô mới quay sang nhìn cậu nói. Sao không ai nói cho tớ biết chuyện yêu đương lại đau khổ như vậy chứ? Cái cảm giác thấy người khác ôm người mình yêu, cái cảm giác sợ người khác cướp mất người mình yêu nó vô cùng khó chịu. Cái loại cảm giác này trước đây cô chưa từng trải qua. Cô cứ ngỡ tình yêu là cả bầu trời màu hồng. Không ngờ ngay ngày đầu tiên bước chân vào tình yêu, nó lại mang lại cảm giác đau giống như bị ai đó dùng dao đâm trực tiếp vào tim của mình như vậy. Câu hỏi ngây ngô của Thiên Hương khiến anh Tuấn không biết đáp lại cô thế nào. Thật ra nhìn thấy cô khóc vì người đàn ông khác, ngực trái của cậu cũng có cảm giác như đang có bàn tay vô hình nào đó bóp chặt. Nhưng cậu tôn trọng lựa chọn của cô, cậu an ủi cô mặc cho trái tim của cậu đang tan nát. Cậu biết không, ông nội của tớ là một người đàn ông vô cùng chung thủy. Từ ngày tớ biết tới nay, chưa bao giờ tớ nghe ông nội to tiếng với bà nội bao giờ. Bất kỳ ngày lễ nào, ông nội cũng tặng hoa và quà cho bà nội. Khi bà nội phát bệnh, ông nội đã nghỉ làm để tận tay chăm sóc cho bà nội từng ly từng tí. Đức tính chung thủy của ông nội cũng di truyền sang ba của tớ. Hồi trẻ, ông nội bắt ba của tớ ở thành phố làm việc. Nhưng vì mẹ tớ thích biển, nên ba tớ đã đi cãi lại lời của ông nội, chọn Vũng Tàu làm nơi lập nghiệp. Và ba tớ có một tật xấu, không có mẹ bên cạnh, ba tớ ngủ không có được.
Vì vậy tối qua biết tình hình của bà nội ổn, bà tới chạy về Vũng Tàu ngay trong đêm. Gia đình tớ có gen chung thủy di truyền, chắc chắn là ông chú già của tớ cũng không thoát khỏi kiếp di truyền này đâu. Thế nên tớ nghĩ cậu ấy yên tâm về tình yêu của chú tớ dành cho cậu nhé. Lời động viên dài dòng của anh Tuấn khiến Thiên Hương đang khóc cũng phải phì cười. Cô bỏ hai tay đang che mặt mình xuống, đánh khẽ vào người cậu một cái. Tớ học đến năm nhất đại học rồi mà chưa bao giờ nghe thầy cô nào nhắc tới loại gen nào có tên chung thủy cả. Nhưng tớ sẽ nghe lời cậu, thử đặt niềm tin vào ông chú già của cậu một lần xem thế nào. Anh Tuấn cầm xấp giấy chìa ra trước mặt Thiên Hương rồi nói: Tớ làm thủ tục xuất viện cho cậu xong rồi đây, cậu giữ đi. Trước đây nhìn vẻ bề ngoài, Thiên Hương từng nghĩ anh Tuấn là cậu ấm con nhà giàu, chỉ biết đến bản thân mình. Không ngờ có ngày cậu lại ăn nói chững chạc như vậy. Coi hỏi cậu: Tiền viện phí của tớ hết bao nhiêu tớ trả lại cậu. Nói rồi mở túi sách lấy ví ra đưa tiền trả lại cho anh Tuấn, nhưng bị cậu gạt đi. Cậu không cần đưa lại cho tớ đâu, không đáng bao nhiêu cả. Cảm ơn cậu nhé, giờ tớ phải về nhà rồi. Anh Tuấn nhìn nét mặt Thiên Hương vẫn buồn rười rượi, cậu quay sang nhìn thẳng vào mắt cô rồi nói: Thiên Hương. Thiên Hương giật mình, khựng lại động tác cất ví tiền vào túi sách của mình, nhìn cậu nói: Tớ đây, sao vẻ mặt cậu lại nghiêm trọng như thế? Nếu chú của tớ làm cậu buồn, thì cậu nên nhớ vẫn có một anh Tuấn rất yêu cậu, luôn mở cửa trái tim chờ cậu bước vào. Thiên Hương biết anh Tuấn thích mình, nhưng cô không nghĩ cậu lại yêu mình đến mức khờ dại như thế. Cô không thể để cho cậu còn chút hy vọng gì về tình cảm với mình, bởi vì dù sao cậu cũng là cháu của Việt Hùng. Nếu không đến được với Việt Hùng thì cô cũng không thể nào lựa chọn cậu để làm người thay thế, vì sau những gì diễn ra giữa cô và Việt Hùng, cô không xứng đáng có được tình yêu của cậu. Cô mỉm cười, dứt khoát đáp lại lời của cậu. Cậu vừa mới an ủi tớ, chú cậu cũng coi gen chung thủy di truyền, vậy mà bây giờ cậu lại muốn đục chân tường nhà chú của cậu rồi. Tớ nói cho cậu biết là gen chung thủy của nhà cậu cũng di chuyển sang tớ rồi nhá. Thiên Hương vừa dứt lời thì điện thoại của cô reo lên. Cô nói với anh Tuấn: Mẹ tớ gọi, tớ bắt máy đã nhá. Ừ, cậu bắt máy đi. Thiên Hương nhanh chóng gạt màn hình nghe máy. Alo, mẹ về tới nhà chưa? Giọng nói mệt mỏi của bà Vân vang lên trong điện thoại. Ba mẹ đang trên xe về nhà, con nói dì Huệ nấu cơm cho ba mẹ luôn nhá. Dạ vâng. Vụ trộm đột nhập nhà cô rất kỳ lạ. Tất cả mọi thứ trong nhà đều không bị đụng tới, ngoài việc dì Huệ bị đánh ngất và hai két sắt trong phòng của bà Vân và ông Mạnh bị mở tung. Cô rất muốn nhìn thấy tận mắt biểu hiện của ông Mạnh thế nào khi toàn bộ tài sản của gia đình đang nằm trong tay người khác. Vì vậy cúp điện thoại, Thiên Hương quên mất việc chào anh Tuấn mà lao ra ngoài đón taxi về thẳng nhà của mình. Cô về tới nhà vừa mở cửa thì xe taxi chở ông Mạnh và bà Vân cũng về tới. Thấy bà Vân và ông Mạnh kéo vali vào trong nhà, Thiên Hương chấn chỉnh lại cảm xúc, lên tiếng chào hỏi. Con chào ba mẹ, sao chú bảo không ra sân bay chở ba mẹ và ba mẹ lại đi taxi thế ạ? Ông Mạnh nhanh miệng đáp. Gần Tết cho chú ấy nghỉ, ba mẹ đi taxi cũng được. Trước đây cô thấy ông Mạnh là người hiền lành, cưng chiều bà Vân hết mực. Không hiểu sao lần này nghe giọng của ông ta cũng thấy nổi gai ốc khắp người. Nhìn thấy mặt ông ta, cô chỉ muốn lao vào ông ta để lột bộ mặt thật của ông ta ra ngay lập tức. Nhìn nét mặt của cô không vui thì bà Vân cười nói: Mẹ có mua quà đến cho con gái đây, làm gì mà giận mẹ dai thế? Thiên Hương cố gắng tỏ vẻ bình tĩnh rồi nói: Con không giận mẹ, để con giúp ba mẹ mang đồ lên phòng. Bà Vân nhìn quanh nhà hỏi: Dì Huệ đâu mà mẹ không thấy, chị Chi của con có nhà không? Thiên Hương vừa đẩy vali đồ của bà Vân và ông Mạnh về phía thang máy vừa nói: Dạ, dì Huệ ra chợ đêm mua thêm đồ về nấu, còn chị Chi con không có để ý ạ. Thiên Hương chưa kịp bước vào trong thang máy, ông Mạnh nhìn cô nói: Con không cần mang đồ lên giúp ba mẹ đâu, ba mẹ tự mang lên được rồi. Dứt lời, ông ấn cửa thang máy đóng lại ngay trước mặt của cô, khiến cô tức giận đến mức lồng ngực phập phồng. Đúng lúc này Khánh Chi từ bên ngoài đi vào, sau đó cô ngã vật xuống ghế sofa. Giọng của Khánh Chi phát ra vô cùng mệt mỏi: Ba gọi cho chị nói ba mẹ về nên chị về nhà, để hai người họ tới bệnh viện với dì Huệ. Chị mệt quá không thể gắng gượng ở lại đó được đâu. Ở lại đó chị không chết vì đói thì cũng chết vì cái bộ mặt của hai anh hai của em dọa đấy.
Chuyện Thành Công ghét ra mặt Khánh Chi và ông Mạnh, Thiên Hương cũng rõ hơn ai hết. Sợ Khánh Chi xảy ra chuyện, cô đi tới gần hỏi: "Chị bị làm sao à?" "Chị mệt quá, chắc là chị bị tụt huyết áp." "Thế dì Huệ sẽ khỏi phòng cấp cứu chưa?" Khánh Chi không đáp lại mà chỉ lắc đầu. "Em làm cho chị ly trà gừng nhé." Mặc dù căm thù ông Mạnh, nhưng Thiên Hương không có lý do gì để ghét Khánh Chi cả. Cô tin chắc Khánh Chi cũng không hề hay biết chuyện ông Mạnh âm mưu hãm hại mẹ con cô. Cô nhanh chóng vào bếp pha cho Khánh Chi ly nước trà gừng. "Chị dậy uống nước đi, em bên nói với ba mẹ chuyện của dì Huệ." Thiên Hương vừa đưa ly trà gừng cho Khánh Chi thì vang lên tiếng cãi vã rất lớn của ông Mạnh và bà Vân từ trên tầng 3 vọng xuống. Cô đặt mạnh ly trà gừng lên bàn rồi vụt chạy về phía thang máy. Khánh Chi nói với theo Thiên Hương: "Sao ba mẹ cãi nhau dữ vậy?" Thiên Hương căng thẳng tới mức không thể đáp lại lời của Khánh Chi. Cô biết khi biết trộm đột nhập lấy đi toàn bộ tài sản quý giá, ông Mạnh và bà Vân chắc chắn sẽ xảy ra chuyện. Nhưng không ngờ mọi chuyện lại xảy ra nhanh như vậy. Bà Vân và ông Mạnh vừa vào tới phòng, thấy cửa hai két sắt đặt gần nhau mở toang. Bên trong két sắt của bà Vân không còn lại thứ gì. Tất cả tiền bạc, giấy tờ, nhà đất, giấy tờ quan trọng của công ty May Thiên Hương, thẻ tín dụng, thẻ ngân hàng đều biến mất. Bà choáng máng tới mức ngã vật ra sàn nhà. Bà vừa lết lại gần két sắt, vừa thều thào nói: "Thủ phạm chính là anh phải không?" Mặc dù bà không chỉ đích danh là ai, nhưng khi bà vừa dứt lời thì ông Mạnh liền sừng cổ lớn tiếng với bà: "Anh với em cùng đi công tác, Hà Nội về nhà cùng lúc. Tại sao khi bị đột nhập em lại đổ thừa cho anh?" Nước mắt khiến bà Vân không thể nhìn thấy. Bà đưa tay vào bên trong két sắt, cua 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 lại, hỏng tìm kiếm món đồ còn sót bên trong. Nhưng sự thật toàn bộ tài sản đồ sộ của bà cất giấu không còn một món nào, khiến bà không chịu nổi cú sốc mà gục ngã ngay tại cửa của két sắt. Mặc cho bà đau khổ vật vờ như động vật không xương, ông Mạnh vẫn không có động thái gì an ủi bà hay đỡ bà ngồi dậy. Đã thế ông lại còn bước lại gần nơi bà Vân đang nằm, cao giọng chất vấn bà: "Cửa phòng không bị phá, két sắt cũng vậy, trong khi chỉ có cô con gái của em mới có chìa khóa phòng và biết password của két sắt. Tại sao em không nghi ngờ con gái của em mà lại nghi ngờ anh?" Bà Vân đứng dậy, nhưng vì mất hết sức lực nên bà phải bấu víu vào chân của ông Mạnh đứng lên từ từ. Nhìn bà lúc này giống như con thú hoang bị thương nặng, trông vô cùng vật vã. Bà đứng thẳng người đối mặt với ông Mạnh, nhìn ông ta nói lớn, nhưng giọng nói của bà phát ra lại thiếu lực: "Tối qua có người báo tin cho anh thằng Công về nước. Anh tưởng tôi không biết nên đã tìm mọi cách dụ dỗ tôi nhượng lại cổ phần và chức vụ giám đốc công ty May Thiên Hương của tôi cho anh ngay trong đêm. Tôi nói muốn về xin ý kiến của hai con trước. Anh sợ hai con của tôi không đồng ý nên cho người ra tay trước, không phải sao?" "Em không có bằng chứng chứng minh anh là chủ mưu của vụ trộm này thì nói đừng có nói mò. Con nó nghe được, nó sẽ hiểu lầm anh đấy." "Bằng chứng là mấy năm nay tôi bị anh thao túng tình cảm bằng cách anh cho tôi sử dụng thuốc kích dục mà tôi không hề hay biết. Tôi cứ ngỡ rằng chuyện đó là do tôi hồi xuân nên mới có ham muốn như vậy. Nghiệm lại, mỗi lần anh quan hệ lúc tôi ham muốn, anh đều ra điều kiện nào đó. Kết quả là từ ngày anh về đây, anh đã dụ dỗ chiếm của tôi gần một nửa số cổ phần công ty Thiên Hương mà tôi sở hữu." Bị bà Vân vạch trần, ông Mạnh không giữ được bình tĩnh, đẩy mạnh vào người của bà, khiến bà ngã vào mấy vali đồ của hai người. Mặc cho bà đau đớn vật vã thế nào, ông ta tìm cớ giải thích: "Mục đích của anh là có cổ phần ở công ty, chỉ vì anh làm quản lý mà tay trắng giống như đi người đi làm thuê thì nói ai nghe." Đây là lần đầu tiên ông Mạnh đụng tay đụng chân với bà Vân. Mặc dù rất sốc, nhưng hôm nay bà phải vạch trần thủ phạm của vụ trộm để lấy lại công bằng cho hai con của bà. "Tôi hỏi anh có cổ phần tại công ty rồi, tại sao tối qua anh còn dở mọi thủ đoạn để ép tôi nhượng hết số cổ phần còn lại và chức vụ giám đốc công ty cho anh?" Ông Mạnh câm nín không thể đáp lại. Bà Vân tiếp tục: "Đơn giản tại anh nghe tin thằng Công về nước, anh sợ số cổ phần của nó nhiều hơn anh, nó có quyền hơn anh và sẽ tống cổ anh ra khỏi công ty bất kỳ lúc nào chứ gì." Ông Mạnh tức giận, chỉ thẳng tay vào mặt của bà Vân mà hét lớn: "Em có bằng chứng gì không? Nếu không có bằng chứng thì câm cái miệng lại, đừng có nói bừa. Con cái nghe được nó hiểu lầm là không xong với anh đâu." "Được, anh muốn bằng chứng chứ gì?"
Bà Vân mở vali bên cạnh, lấy ra hai lọ thuốc nước nhỏ xíu, không nhãn mác, giơ trước mặt của ông Mạnh. Tôi hỏi anh, đây là cái gì đây? Ông Mạnh nhìn thấy lọ thuốc trên tay bà Vân, ánh mắt của ông ta vô cùng hoảng loạn, nhưng ông ta vẫn cố tỏ vẻ ngây ngô rồi nói. Nó là cái gì? Em đưa anh xem. Bà Vân bỗng cười lớn, bà cười những nước mắt của bà không ngừng trào ra. Từ trước tới nay, trước giờ đi ngủ anh đều lấy nước cho tôi uống. Tôi cứ ngỡ là anh yêu tôi, quan tâm tôi, không ngờ đó là cả một âm mưu bẩn thỉu. Nếu tối qua tôi không nhìn thấy tận mắt anh đổ lọ thuốc này vào ly nước, tôi không biết là mình còn bị anh lừa đến khi nào nữa. Tối qua thấy tận mắt ông Mạnh đổ thứ gì đó vào ly nước trước khi đưa cho mình uống, bà Vân đã nảy sinh nghi ngờ. Nhân lúc ông ta không để ý, bà đã đổ cả ly nước ra ngoài cửa sổ, rồi giả bộ ham muốn quan hệ. Ông Mạnh cứ ngỡ bà Vân uống hết ly nước, nên lúc bà muốn quan hệ với ông ta, ông đã ra điều kiện, ký vào giấy tờ chuyển nhượng cổ phần và chức vụ giám đốc công ty may Thiên Hương cho ông ta, thì ông ta mới phục vụ bà. Khi bà Vân khất khoát không ký, ông Mạnh đã bỏ đi giữa lúc bà đang thèm muốn. Ông ta cứ nghĩ là bà Vân sẽ không chịu được, gọi cho ông ta về. Không ngờ nhân lúc ông ta không có trong phòng, bà đã bí mật nhờ nhân viên khách sạn kiểm định lọ thuốc mà bà tìm được trong vali đồ của ông Mạnh. May mắn nhân viên khách sạn đã tập huấn với loại thuốc này, nên dù không có nhãn mác, vẫn xác nhận đó là thuốc kích dục. Khi biết sự thật, bà Vân đã phải giả bộ ngất xỉu. Bà Vân định khi có mặt thành công ở nhà, có chỗ rửa, bà mới phơi bày bộ mặt thật của ông Mạnh. Không ngờ vừa về tới phòng, bà lại phát hiện ra bị trộm đột nhập, lấy hết toàn bộ tài sản của bà. Mà thái độ của ông ta hết sức sửng sưng, giống như là mọi thứ đều không hề liên quan đến ông ta vậy. Đây là lý do mặc dù không ai có mặt làm chứng, mặc dù đang rất mệt sau một đêm hoảng loạn tinh thần, nhưng bà vẫn quyết định vạch trần bộ mặt của ông ta. Bà Vân vừa dứt lời, ông Mạnh đã liền quát lớn. Em đừng có nói chuyện hoang đường nữa, anh làm sao có thể làm mấy trò đổi bại đó với em được. Bà Vân lại cười lớn một tràng nữa. Hoang đường sao? Tôi cũng ước đó là chuyện hoang đường, nhưng khi nhờ nhân viên khách sạn đi thẩm định lọ thuốc này, biết được kết quả của nó tôi đã vô cùng sốc. Loại thuốc kích dục này sử dụng liều lượng càng lớn, ham muốn càng nhiều. Nghiệm lại, tôi đã vô số lần bị anh hạ thuốc. Không chỉ hạ thuốc trong phòng ngủ, anh còn hạ thuốc tôi bất kỳ nơi đâu mà anh muốn, kể cả là ở công ty và nơi công cộng. Mục đích là khiến cho tôi quấn lấy anh, để người ngoài nhìn vào cứ ngỡ là tôi và anh yêu nhau lắm. Ngày sinh nhật con gái của tôi cũng vậy, tôi đang mệt đứt cả hơi. Nhưng khi uống ly nước anh đưa, tôi liền có ham muốn vô độ tới mức bị anh làm cho thủng âm đạo phải đi cấp cứu. Anh còn xin nhan với bác sĩ, lấy lý do tôi bị tụt huyết áp để không bị mọi người nghi ngờ. Nghe bà Vân nói tới đây, nét mặt của ông Mạnh bỗng dưng tái mét. Ông ta đi đến mở hộp nhỏ trong két sắt riêng của ông ta ra xem. Khi nhìn rõ những lọ thuốc mà ông ta cất giấu, không còn lọ nào, ông ta bất chợt nở ra một nụ cười nguy hiểm. Sau đó ông ta lao về phía bà Vân đang lén rời khỏi phòng rồi gào lên. Em định đi đâu? Đứng lại đó cho anh. Bà Vân xoay người lại, ánh mắt hoảng hốt của bà nhìn ông Mạnh. Bà giấu tay cầm hai lọ thuốc ra sau lưng. Cảnh báo anh đừng có lại gần tôi, con gái của tôi đang ở dưới nhà đấy. Ông Mạnh vẫn bước về phía bà Vân. Ông giơ tay ra trước lời nói ngon ngọt. Ngoan, đưa nó cho anh. Bà Vân vừa đi lùi về sau vừa quát ông Mạnh. Tôi nói là anh không được lại gần tôi cơ mà. Bà Vân lùi một bước, ông Mạnh tiến một bước. Ông cao giọng. Anh yêu em, mọi chuyện không như em nghĩ đâu. Đưa nó đây cho anh nào. Tôi đâu có dại mà đưa bằng chứng anh hãm hại tôi mấy năm qua cho anh chứ. Giây phút cửa thang máy mở ra, thì một cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt của Thiên Hương. Mẹ cô đang đứng ở mép cầu thang bộ, cả người bà ngửa ra sau, còn ông Mạnh thì đang vươn tay ra trước. Ở góc độ của cô, không biết ông ta đang vươn tay ra trước là để đẩy bà Vân xuống cầu thang hay là kéo bà Vân lại. Thiên Hương hét lớn, tưởng chừng rung chuyển cả căn nhà. Mẹ! Bà Vân ngã ngửa xuống cầu thang, đầu và toàn bộ phần lưng phía sau của bà bị đập vào các bậc cầu thang bằng kính. Thiên Hương lao nhanh về phía bà Vân để đỡ bà nhưng không kịp. Cả người bà bị trượt xuống khúc cua giữa tầng 2 và tầng 3 mới dừng lại. Thấy bà nằm im một chỗ, trên tay bà cầm chặt hai lọ thuốc kích dục mà cô và Việt Hùng vừa thử. Máu trên người của bà bắt đầu
dĩ xuống bậc cầu thang bằng kính, nơi bà đang nằm khiến Thiên Hương đau tới mức tưởng chừng có thể ngất luôn tại chỗ. Cô bước xuống mấy bậc cầu thang để tới chỗ bà nằm mà cả người run rẩy bước hụt lên hụt xuống, suýt ngã mấy lần. Bà Vân nhìn thấy Thiên Hương thì cố đưa hai lọ thuốc ra trước rồi nói. Giọng nói của bà phát ra thều thào, nghe yếu ớt. Mẹ xin lỗi các con. Dứt lời, bà Vân chìm vào hôn mê, cái cảm giác nhìn thấy tận mắt người mình yêu thương nhất trên đời này bị tai nạn, nó đau không khác gì chính bản thân mình bị ai đó cầm dao, lẻo từng thớ thịt trên người mình xuống. Cô bất lực ôm bà trên tay hét lớn. Mẹ ơi, đừng bỏ con xin mẹ đấy. Thiên Hương đi rồi, Việt Hùng cùng Thanh Vi quay trở lại phòng bệnh của bà Ánh Nguyệt. Lúc này bà Ánh Nguyệt ngồi tựa đầu ở giường, còn ông Việt Dũng ngồi bên cạnh bà. Cả hai người đều không che giấu được vẻ căng thẳng. Hai người nhận ra người đến thăm bà Ánh Nguyệt là người mẫu Thanh Vi, người vẫn thường lên báo với tư cách là người yêu của Việt Hùng. Bây giờ cô lại dẫn cả ba và mẹ tới đây, lại còn bị Thiên Hương, người Việt Hùng mới mang về giới thiệu là người yêu, bắt gặp. Vì vậy hai người đang vô cùng khó xử về mối quan hệ lăng nhăng của con trai mình. Đối ngược với tâm trạng của ông Việt Dũng và bà Ánh Nguyệt, nét mặt của ông Vĩnh Tường và bà Bích Lệ, ba mẹ của Thanh Vi lại vô cùng vui vẻ. Việt Hùng đi tới gần giường bệnh của bà Ánh Nguyệt, bắt tay với ba mẹ của Thanh Vi. Chào hai bác ạ. Dứt lời, anh qua nói với ông Việt Dũng và bà Ánh Nguyệt. Giới thiệu với ba mẹ, đây là bác Tường, đối tác của công ty The Life Promotion, còn đây là vợ của bác ấy ạ. Không phải Việt Hùng không nhận ra ánh mắt thất vọng của ông Việt Dũng và bà Ánh Nguyệt dành cho mình, nên anh muốn nói rõ mối quan hệ của anh với Thanh Vi cho hai người biết. Anh vừa dứt lời thì ông Việt Dũng nở ra một nụ cười tươi. Vâng, cảm ơn anh chị và cháu đã bớt chút thời gian tới thăm bà xã của tôi. Thanh Vi đứng bên cạnh Việt Hùng vội ôm lấy một cánh tay của Việt Hùng nhõng nhẽo. Sao anh lại nói như vậy? Ba mẹ em tới thăm ba mẹ chồng tương lai của em. Tại sao anh lại giới thiệu ba mẹ của em là đối tác làm ăn của anh để hai bác hiểu lầm chứ? Việt Hùng vừa dứt khoát gỡ hai bàn tay của Thanh Vi đang đặt trên cánh tay của mình ra rồi nói. Em đừng nói đùa như vậy. Ba mẹ anh nghĩ anh là người lăng nhăng sẽ lo lắng đấy. May mắn bạn gái của anh cũng vừa đi ra ngoài. Nếu không cô ấy nghe được thì ghen chết anh. Câu nói của Việt Hùng khiến nụ cười trên môi của ba mẹ Thanh Vi trở nên gượng gạo hơn bao giờ hết. Việt Hùng điềm tĩnh nói với ba mẹ của Thanh Vi. Hai bác đừng nghe những lời Thanh Vi nói nhé. Cháu có bạn gái rồi. Câu nói của Việt Hùng khiến nét mặt của Thanh Vi bỗng chốc chuyển màu gan heo vô cùng khó coi. Sáng hôm trước, chứng kiến tận mắt người đàn ông mình yêu công khai dành tình cảm cho Thiên Hương, cô đã nổi máu điên. Buổi chiều cô lại đọc được tin tức anh đưa Thanh Hương đi khám thai. Hình ảnh chụp rõ ràng anh và Thiên Hương đang nắm tay nhau vô cùng tình tứ tại bệnh viện. Người đàn ông thường cùng mình xuất hiện trên báo với tư cách là người yêu, nay lại xuất hiện trên báo với vai trò đưa người khác đi khám thai, khiến Thanh Vi đứng ngồi không yên. Cô ghen tới mức gần như phát điên. Thanh Vi cho người tìm hiểu và biết được, không phải Việt Hùng đưa Thiên Hương đi bệnh viện khám thai, mà anh đưa bà Ánh Nguyệt đi cấp cứu. Vì thế sáng sớm nay, cô đã năn nỉ ba mẹ tới bệnh viện thăm bà Ánh Nguyệt. Cô còn không ngại nói với ba mẹ mình đi lấy lòng ba mẹ chồng tương lai. Cô ngỡ Việt Hùng sẽ khép nép trước mặt ba của mình, bởi vì số tiền lớn tập đoàn bất động sản của gia đình cô tài trợ cho công ty The Life Promotion để gài anh vào mối quan hệ yêu đương với mình. Không ngờ anh lại không màng đến số tiền đó mà nói ra những lời làm cho cô bẽ mặt như vậy. Cô cũng đâu dễ dàng chấp nhận thua cuộc chứ. Cô đưa điện thoại cho bà Ánh Nguyệt rồi nói. Chúng cháu đang giận nhau nên anh ấy nói vậy thôi. Ba mẹ và hai anh hai đừng nghe anh ấy nói. Còn cô bé vừa đi vào phòng của hai bác, chính là bạn gái bán dâm làm tiền. Cô không phải là bạn gái của Việt Hùng đâu. Hai bác không tin thì hai bác có thể tự xem hình ạ. Hình ảnh xuất hiện trên điện thoại của Thanh Vi mà bà Ánh Nguyệt và ông Việt Dũng đang xem là những hình ảnh Thiên Hương ăn mặc mát mẻ xuất hiện tại bữa tiệc sinh nhật của Thanh Vi. Có hình ảnh Vĩnh Khang cầm thẻ ngân hàng nhét vào khe ngực của Thanh Hương. Có cả hình ảnh Thiên Hương và Hoàng Tú đang ghé sát vào nhau nói chuyện vô cùng thân mật. Việt Hùng đi đến giật cái điện thoại trên tay của bà Ánh Nguyệt xem. Nhìn thấy hình ảnh em trai của Thanh Vi nhét tấm thẻ ngân hàng vào khe ngực của Thiên Hương mà anh tức giận đến tím người.
Anh siết chặt cái điện thoại iPhone đời mới nhất của Thanh Vi trên tay, khiến gân xanh nổi lên đầy tay. Kiềm chế lắm anh mới không ném cái điện thoại đi. May mắn cho Vĩnh Khang hôm đó anh tới muộn, nếu không không biết chuyện gì sẽ xảy ra trong tiệc sinh nhật của Thanh Vi. Anh biết Thanh Vi sẽ không bao giờ dám công bố hình ảnh này ra ngoài, bởi vì nếu công bố thì người bị lên án không phải là Thiên Hương mà là Vĩnh Khang, em trai của cô. Sau chuyện này ảnh hưởng tới sức khỏe của bà Ánh Nguyệt nên Việt Hùng cố nén giận rồi giải thích. Hôm đó con là người đưa Thiên Hương tới dự tiệc sinh nhật của Thanh Vi nên con biết rất rõ. Bởi vì Thanh Vi có ý định từ bỏ đi thi hoa hậu giữa chừng nên con muốn Thiên Hương mặc mát mẻ một chút để cho Thanh Vi thấy vẻ ngoại hình của Thanh Vi thua Thiên Hương rất nhiều. Nếu mà Thanh Vi bỏ thi hoa hậu thì luôn có người đẹp hơn cô ấy thay thế. Còn nam thanh niên nhét thẻ ngân hàng vào người em ấy chính là Vĩnh Khang. Ba mẹ cũng biết rõ cậu là người thế nào rồi. Lời giải thích của Việt Hùng khiến ông Việt Dũng và bà Ánh Nguyệt vô cùng hài lòng. Còn Thanh Vi giận đến mức run người. Rõ ràng sau hôm sinh nhật cô thấy hình chủ Việt Hùng nắm tay thân mật một cô gái rời khỏi tiệc sinh nhật của cô. Cô mới nói không đi thi hoa hậu để hù dọa anh. Không ngờ anh lại lấy lý do này để biện minh cho hình ảnh nhạy cảm của Thiên Hương. Càng nghĩ Thanh Vi lại càng căm hận Thiên Hương. Ông Vĩnh Khang đau lòng nhìn con gái của mình, không ngại có mặt ông Việt Dũng và bà Ánh Nguyệt, ông buông lời cảnh cáo với Việt Hùng. Cậu nên nhớ, trong hợp đồng giữa tập đoàn bất động sản Vĩnh Khang với công ty The Life Promotion, có điều khoản ràng buộc Thanh Vi phải là người đi thi Hoa hậu Hoàn Vũ đó. Dạ, cháu là người ký mà, nên cháu rất rõ những điều lệ trong hợp đồng, nhưng Thanh Vi không muốn đi thi thì cháu cũng không ép. Cậu không muốn ép nó đi thi, hay là cậu không muốn hạ cái tôi của mình xuống? Quan điểm của cháu về công việc và tình yêu rất rõ ràng, còn bác muốn hiểu thế nào thì tùy ạ. À? Câu trả lời thẳng thắn của Việt Hùng khiến người đàn ông có thể hô mưa gọi gió ở trên thương trường như ông Vĩnh Trường cũng phải bất ngờ. Việt Hùng không chịu nhún nhường Thanh Vi, đồng nghĩa với công ty Solar Promotion của anh bị cắt toàn bộ khoản tiền tài trợ cực lớn từ tập đoàn bất động sản của ông. Ông không ngờ một người trẻ tuổi như Việt Hùng lại không chọn sự nghiệp mà lựa chọn tình yêu. Không khí bên trong phòng bệnh của bà Ánh Nguyệt bỗng dưng căng thẳng hơn bao giờ hết. Anh Tuấn từ bên ngoài đi vào, còn tưởng là mình đi lộn vào kho đông lạnh. Cậu vừa xoa hai bả vai của mình, vừa ghé sát vào tai của Việt Hùng nói. Chú ơi, Thiên Hương nhận được cuộc gọi của ai mà cậu ấy có biểu hiện lạ lắm? Việt Hùng lập tức đưa trả điện thoại của mình cho Thanh Vi. Anh nghiêm mặt nói. Hiện tại công ty đang nghỉ Tết, qua Tết em tới công ty để giải quyết chuyện hợp đồng. Dứt lời, ông nói với vợ chồng ông Vĩnh Khang và ba mẹ mình. Hai bác ngồi chơi với ba mẹ cháu nhé, cháu ra ngoài có việc, xin phép ba mẹ con đi ra ngoài một lát. Anh không quên nói với anh Tuấn, cháu lại đây xem ông bà nội cần gì thì giúp ông bà nội nhé. Quyền lái xe chở Việt Hùng tới nhà Thiên Hương. Ngồi trên xe, Việt Hùng không quên gọi cho Hoàng Tú. Hoàng Tú vừa nhai vừa bắt máy. Alo, mày đang làm gì đấy? Đang ăn trưa. Mày chạy tới nhà Thiên Hương gấp đi. Mày quyết định nhờ em ấy cho tao à? Mày đừng có mơ. Vậy tao không rảnh nhá. Đi đánh nhau với tao. Việt Hùng vừa dứt lời thì Hoàng Tú liền bỏ chén bát xuống và đứng dậy. Ở đâu? Cần gọi thêm người không? Việt Hùng đọc địa chỉ nhà Thiên Hương cho Hoàng Tú. Anh không quên dặn bạn của mình. Tạm thời mày cứ đến một mình trước đã. Tình bạn của Việt Hùng và Hoàng Tú và thành công hơn cả sữa thân. Bình thường không nói, hễ một trong ba người gặp chuyện gì đấy thì hai người kia không cần hỏi lý do mà có mặt ngay. Hiện tại cũng vậy, Việt Hùng chỉ cần nói là đi đánh nhau, anh chẳng cần hỏi vì sao đánh nhau với ai mà đang ăn trưa cũng bỏ đó đứng dậy đi. Sau khi cúp điện thoại, Việt Hùng hối thúc Quyền. Cậu đang lái xe hay là đang bò đấy? Thưa anh, phía trước đang kẹt xe. Bóp cò liên tiếp xin đường cho tôi. Lúc xe dừng đèn đỏ, Việt Hùng sốt ruột nói. Cậu cứ việc đi, có đơn phạt nguội tôi chịu. Quyền toát mồ hôi với chỉ định của Việt Hùng. Mặc dù vậy cậu vẫn trái lệnh của anh, tuân thủ đúng luật lệ giao thông. Lúc tới nhà Thiên Hương
thì người quyền cũng ướt đẫm như tắm vì sợ Việt Hùng trừng phạt. Xe dừng lại, Việt Hùng liền đẩy cửa nhảy xuống khỏi xe, Quyền cũng vội đi xuống xe theo anh. Giám đốc chờ em với ạ. Cậu ngồi yên đấy, thằng Tú tới thì bảo nó vào nhà luôn. Việt Hùng vừa dứt lời thì nghe tiếng hét vang trời đất của Thiên Hương từ trong nhà vọng ra. Mẹ! Tim Việt Hùng như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, linh tính có chuyện chẳng lành xảy ra, anh lao vào trong nhà của cô như một cái máy. Vào tới phòng khách thì thấy Khánh Chi mặt mũi tái mét đang nằm ở ghế sofa. Thấy anh, cô nói: anh nhanh lên tầng 3 đi, ba mẹ em đang cãi nhau. Không đợi Khánh Chi nói hết câu, anh chạy tới ấn cửa thang máy. Cửa thang máy không mở ngay, anh không kiên nhẫn chờ đợi mà chạy lên bằng cầu thang bộ lên phòng của bà Vân và ông Mạnh. Thế nhưng anh mới chỉ chạy lên tầng 2 đã nhìn thấy Thiên Hương đang ngồi ôm bà Vân ngay khúc cua giữa tầng 2 và tầng 3. Nhìn thấy máu me dính đầy quần áo của bà Vân và Thiên Hương, máu còn chảy xuống cả bậc cầu thang, mặt mũi của Việt Hùng bỗng tái mét, tưởng chừng cắt không còn một giọt máu nào. Dù là máu của cô hay là máu của mẹ cô, thì lỗi một phần là ở anh. Anh tự trách bản thân của mình đã tới chậm. Nếu anh không vào chào hỏi ba mẹ của Thanh Vi mà đi cùng cô ngay lúc đó thì mọi chuyện đã khác. Việt Hùng bước nhanh về phía Thiên Hương và bà Vân. Bàn tay của anh run rẩy đặt ở trên vai của Thiên Hương. Anh băn khoăn không biết máu của ai chảy nhiều như vậy thì nghe bà Vân nói với Thiên Hương: mẹ xin lỗi hai con. Thiên Hương cúi xuống ôm chặt lấy bà Vân vừa khóc vừa nói: mẹ, mẹ đừng bỏ con đi, con xin mẹ đấy. Tiếng khóc của Thiên Hương mỗi ngày một lớn khiến cho tim của Việt Hùng quặn thắt lại. Anh xoa nhẹ bả vai của cô rồi nói: mẹ bị thương ở đầu, em để mẹ nằm im một chỗ, anh sẽ gọi bác sĩ tới ngay. Một tay của Việt Hùng vẫn vỗ về Thiên Hương như muốn nhắn nhủ cô, dù có chuyện gì xảy ra đã có anh ở bên cạnh. Một tay anh bấm điện thoại gọi xe cấp cứu. Ánh mắt của anh nhìn hai lọ thuốc kích dục trên tay của bà Vân lúc đó. Sau đó anh di chuyển ánh mắt sắc lẹm sang ông Mạnh đang đứng gần đó. Anh không hiểu tại sao lúc này anh lại có thể kiềm chế bản thân để không giết sống tên đàn ông bỉ ổi này. Nghe giọng nói quen thuộc của Việt Hùng, Thiên Hương rời khỏi người của bà Vân, ngước mắt lên nhìn anh. Chưa kịp nhìn thấy anh đã thấy bộ quần áo, bộ mặt sầu não đáng ghét của ông Mạnh đứng trên vị trí của cô mấy bậc cầu thang lọt vào tầm mắt. Ngay lập tức cô đứng dậy, nâng chân đạp mạnh vào ngực của ông ta. Tôi sẽ bắt ông phải trả giá, tên giết người. Cú đạp của Thiên Hương vừa nhanh vừa mạnh khiến ông ta mất thăng bằng, ngã xuống bậc cầu thang. Chưa dừng lại, cô bước tới gần, dẫm một chân lên ngực ông ta gằn giọng: tên khốn này, ông làm gì mẹ của tôi? Ông Mạnh không đáp lại Thiên Hương mà vươn tay nắm lấy chân của cô, vì Thiên Hương đang đứng trên bậc cầu thang, nếu bị ông ta nâng chân dỡ lên, cô rất dễ bị ngã ngửa ra sau, giống như bà Vân vừa nãy. Thế nhưng ông ta chưa kịp chạm vào chân của Thiên Hương, Việt Hùng đã lạnh giọng lên tiếng: tay nào của ông chạm vào chân của em ấy, tôi sẽ chặt tay đó của ông. Lời nói của Việt Hùng không lớn nhưng đủ khiến cho ông Mạnh nằm im không dám nhúc nhích. Thiên Hương được đà khom người xuống, áp sát mặt của mình với mặt của ông ta, khiến lực đè lên ngực của ông ta càng lớn. Ông ta đau tới nhăn mặt. Mẹ tôi làm gì ông mà ông đẩy mẹ tôi ngã xuống cầu thang như thế? Đúng lúc này Khánh Chi bước ra từ cửa thang máy, thấy Thiên Hương đang đạp lên ngực của ông Mạnh, cô bật khóc. Thiên Hương, em bình tĩnh, đừng có đánh ba chị như thế được không? Thiên Hương chỉ tay xuống bà Vân đang nằm bất động gần đó hỏi Khánh Chi. Nếu ba của chị bị làm ra nông nỗi này, chị có bình tĩnh được không mà chị nói em như thế? Thiên Hương vừa dứt lời thì nghe giọng của Hoàng Tú vang lên dưới phòng khách. Hùng, mày ở đâu? Lúc này, tiếng còi hú của xe cấp cứu cũng vang lên bên ngoài. Việt Hùng đáp lại Hoàng Tú. Mày dẫn bác sĩ đi cầu thang bộ lên tầng 2. Nói rồi anh kéo Thiên Hương ra khỏi người ông Mạnh rồi nói. Chị nói đúng, em nên bình tĩnh lại đi. Lúc này việc quan trọng của chúng ta là lo cho sức khỏe của mẹ. Thiên Hương vùng vẫy không cho Việt Hùng đụng chạm tới mình. Anh để mặc em muốn giết chết ông ta. Việt Hùng còn đủ bình tĩnh để nhìn nhận tình hình. Nếu để Thiên Hương đánh ông ta, lúc này mọi chuyện rắc rối hơn mà thôi. Vì vậy anh dứt khoát ôm lấy cô kéo sang một bên. Thiên Hương bị kéo ra, bất lực khóc lớn trong vòng tay của anh.
Mẹ em nằm đây không biết sống chết, anh bảo em phải bình tĩnh thế nào đây? Hoàng Tú không đợi bác sĩ mà anh lên tiếng trước. Nghe những lời Thiên Hương vừa nói, lại còn nhìn thấy hiện trường đầy máu, anh hỏi Việt Hùng. Tao tới muộn à? Việt Hùng lắc đầu lại gật đầu. Cả tao cũng tới muộn. Chuyện này là sao vậy? Việt Hùng ra hiệu cho Hoàng Tú đi tới gần. Sau đó anh nói nhỏ với Hoàng Tú. Mày check camera an ninh ở tầng 3 rồi lấy tư liệu giúp tao. Có cần giao nộp cảnh sát không? Mày cứ gửi nó cho tao. Anh không muốn giao nộp cho công an ngay. Anh không muốn ông ta chỉ bị bắt với một tội danh ông ta vừa gây ra với bà Vân, mà phải khiến cho ông ta thừa nhận việc làm bẩn thỉu của ông ta từ trước tới nay. Anh phải khiến cho ông ta biết cảm giác thế nào là sống không bằng chết. Bác sĩ nhanh chóng có mặt sơ cứu cho bà Vân. Sau đó bà được đưa lên xe cấp cứu. Ông Mạnh vẫn tỏ vẻ là người chồng yêu thương vợ con hết mực. Ông ta đi theo bà không rời nửa bước. Đã vậy ông ta còn không ngừng nói những lời quan tâm lo lắng cho bà, khiến cho Việt Hùng và Thiên Hương đang nín nhịn đánh ông ta càng tức càng sôi máu. Thiên Hương nói với Việt Hùng, anh buông em ra. Việt Hùng nhìn quanh thấy hàng xóm nhà Thiên Hương đang vây quanh đông xem. Anh nói nhỏ với cô, hãy tin tưởng anh, để hắn cho anh xử lý. Chuyện trước mắt chúng ta đưa mẹ tới bệnh viện đã. Hơn nữa đang có nhiều người như vậy, em đánh hắn người ta sẽ quay lại không hay đâu. Việt Hùng vừa dứt lời thì một người trong đoàn bác sĩ cấp cứu nói, người nhà lên xe đi ạ, chỉ có đủ chỗ cho một người đi cùng xe với chúng tôi thôi. Ông Mạnh ngay lập tức nhảy lên xe. Việt Hùng nói với Thiên Hương, em với Khánh Chi đi xe với Quyền nhé, đang theo xe cấp cứu. Nhưng bác sĩ nói xe chỉ có một chỗ, ông ta giành quyền đi mất tiêu rồi. Em yên tâm, người anh bé không chiếm bao nhiêu chỗ cả. Nói rồi Việt Hùng nhảy lên xe trước khi tài xế xe cấp cứu đóng cửa. Lúc này Hoàng Tú cũng đi ra từ trong nhà của Thiên Hương. Anh nói với cô, em khóa cửa lại đã rồi đi. Các bác sĩ tập trung cho sự an nguy của bà Vân nên không để ý hai người nhà của bà trên xe. Vì không có chỗ ngồi nên Việt Hùng ngồi hẳn lên đùi của ông Mạnh. Mặt ông ta méo mó đến đáng thương vì chịu đựng trọng lượng hơn 70 cân của Việt Hùng. Tuy nhiên ông ta không dám hé miệng la lên một tiếng. Bà Vân được chở tới bệnh viện đa khoa quốc tế, tiếng tăm bậc nhất Sài Gòn, nơi dì Huệ cũng đang cấp cứu ở đó. Từ nhà Thiên Hương tới bệnh viện chỉ khoảng 20 phút chạy xe, như ông Mạnh dài cả thế kỷ. Nửa người dưới của ông bị sức nặng của Việt Hùng đan đè lên người, hoàn toàn mất cảm giác. Đã thế tay của Việt Hùng còn cầm hai lọ thuốc kích dục mà anh lấy được trên tay của bà Vân. Anh không ngừng xăm soi nghiên cứu. Hành động này của anh không khác nào đang tấn công ông Mạnh bằng tinh thần, khiến ông ta có cảm giác chuẩn bị bước lên giàn hỏa thiêu. Mồ hôi mồ kê khắp người ông ta túa ra như tắm. Đã vậy, ông ta còn bị ý khí áp từ Việt Hùng phát ra dọa cho sợ đến mức thở ông ta cũng không dám thở mạnh. Vì Thiên Hương gọi điện báo trước nên khi xe cấp cứu chạy tới bệnh viện đã thấy Hành Công chạy ra đón. Anh không theo bác sĩ đẩy băng ca đưa bà Vân vào phòng cấp cứu, mà chỉ có Việt Hùng phụ bác sĩ đẩy bà vào. Thành Công hỏi Việt Hùng, hắn đâu? Việt Hùng vừa chạy theo băng ca vừa đáp, trong xe, nhớ nhẹ tay trừ phần cho tao. Ông Mạnh vì bị tê chân mất cảm giác nên mặc dù mọi người đã xuống xe hết, nhưng riêng ông ta vẫn ngồi nguyên một chỗ. Thành Công đi lại gần nhìn ông ta quát, mày lăn xuống đây cho tao. Ông ta cố đứng dậy mấy lần nhưng không được. Thành Công nhìn ông ta gằn giọng, trước đây tao đã cảnh cáo, nếu mày đụng chạm vào mẹ và em gái của tao, tao sẽ giết chết mày mà mày không nhớ sao? Ba không có làm gì mẹ của con hết, là tự mẹ con ngã xuống cầu thang, con hãy tin lời của ba. Thằng chó kia, mày dám xưng ba với cả tao à? Mày có lăn xuống đây không thì bảo. Sợ Thành Công đánh ông ta, không dám xưng ba với anh nữa. Ý mày muốn nói chân của mày không xuống được chứ gì? Được, tao sẽ giúp mày xuống. Dứt lời, Thành Công nhảy lên xe đạp ông Mạnh lăn xuống đất như một quả bóng, khiến ông ta đau tới mức nhăn cả mặt nhưng không dám kêu than một tiếng. Đúng lúc này xe của Hoàng Tú chạy tới đậu ngay đuôi xe cấp cứu. Anh ấn nút cửa bên hông xe tự động rồi mở nói với Thành Công, quăng hắn lên đây. Thành Công lập tức xốc người ông Mạnh ném lên xe, sau đó anh cũng lên theo. Hoàng Tú lập tức nhấn nút đóng cửa, đồng thời ấn nút thả rèm quanh xe xuống. Hành động của hai người vừa nhanh vừa ăn ý tới mức lúc tài xế cấp cứu xuống xe để đóng cửa sau thì không còn nhìn thấy dấu vết gì nữa.
Đúng lúc này xe của Quyền cũng chạy tới. Thiên Hương và Khánh Chi xuống xe lật đật chạy vào bên trong bệnh viện. Hoàng Tú ném cho Thành Công sợi dây rồi nói với anh: "Mày muốn đánh hắn thì đánh nhanh lên, đừng đánh chết hắn là được." Ông Mạnh lúc này đã lấy lại cảm giác của chân. Nghe Hoàng Tú nói, ông ta run rẩy lùi ra xa Thành Công. Lúc này Thành Công bắt lấy tay của ông ta để trói ông ta, còn cố vùng vẫy phản kháng. "Cậu hãy tin tôi không xô bái xuống cầu thang, là bái tự ngã." "Mày có quyền im lặng." "Tôi nói thật đấy, cậu hãy tin tôi." Bốp, một cái tát rất mạnh giáng vào miệng của ông Mạnh. "Tao nói mày có quyền im lặng mày lại không nghe. Mày thử ẳng một tiếng nữa, tao nghe xem nào." Ông Mạnh ngập chặn miệng không dám ho he một tiếng. Thấy Thành Công đánh mất kiểm soát, Hoàng Tú nói: "Mày để dành phần cho Thiên Hương chút giận lên hắn với chứ." Lúc này Thành Công mới dừng lại nói với anh: "Mà nhớ canh gác cẩn thận nhé, lát tao xử tiếp." "Tao biết rồi." Thành Công đi vào bên trong bệnh viện, còn Hoàng Tú chạy xe chở ông Mạnh về khách sạn Sơn Lai. Anh đưa ông ta nhốt vào trong căn phòng nằm bên trong phòng an ninh của khách sạn, khóa cửa cẩn thận rồi quay trở lại bệnh viện. Bên ngoài hành lang của phòng cấp cứu lúc này, nét mặt của Thành Công và Thiên Hương vô cùng căng thẳng. Ngay từ đầu, Thành Công đã phản đối mối quan hệ của ông Mạnh và bà Vân. Tuy nhiên, bà đã bị thứ tình yêu mù quáng che mắt. Bây giờ bị ông ta mà bà đang nằm trong phòng cấp cứu, tính mạng chưa rõ thế nào. Càng nghĩ anh càng giận bà, càng nghĩ anh càng thương bà nhiều hơn. Còn Thiên Hương thì trái ngược hoàn toàn. Lúc ông Mạnh bước chân vào cuộc đời của bà Vân, cô vẫn còn là một đứa trẻ chưa biết nhìn nhận sự đời, chưa biết nhìn nhận thế nào là người tốt, người xấu. Chính cô cũng bị sự quan tâm giả tạo của ông Mạnh đánh lừa. Cô cứ ngỡ ông ta yêu bà Vân thật lòng. Cô chắc chắn bà Vân cũng như cô mới biết bộ mặt thật của ông ta. Nhớ lại hình ảnh bà ngã xuống cầu thang mà trên tay vẫn giữ chặt hai lọ thuốc kích dục, mà tim cô lại nhói đau, nước mắt của cô không ngừng chảy xuống. Một Thiên Hương yếu đuối không nói, một Thành Công mạnh mẽ vừa đánh cho ông Mạnh một trận thừa sống thiếu chết, mà lúc này ngồi trước phòng cấp cứu cũng không gượng dậy nổi. Hai người như hai cái xác không hồn, ngồi hai bên tựa vào người của Việt Hùng. Nếu là thường ngày thì anh sẽ hất Thành Công ra khỏi người mình không thương tiếc. Nhưng hiện tại, anh ý thức được việc mình phải có trách nhiệm làm chỗ dựa cho bạn của mình. Anh vừa ôm lấy người Thiên Hương để cô không bị ngã xuống vừa nói: "Hai người đừng quá lo lắng, chắc chắn là mẹ sẽ không sao đâu." Nghe Việt Hùng gọi bà Vân là mẹ, Thiên Hương vừa nức nghẹn vừa kể lại: "Anh biết không, em đã tận mắt nhìn thấy mẹ ngã xuống cầu thang. Nếu em có mặt sớm hơn vài giây thôi thì mẹ đã không xảy ra chuyện gì rồi." Thiên Hương vừa dứt lời thì Khánh Chi ngồi ghế đối diện lên tiếng: "Trong chuyện này chị cũng đã góp một phần lỗi. Nếu chị không nhờ em lấy cho chị ly nước, em sẽ có mặt trên phòng của ba mẹ sớm, thì ba mẹ không cãi nhau tới mức xảy ra xô xát như vậy. Chị xin lỗi." Thành Công không để cho Khánh Chi nói hết câu, anh ngồi thẳng người chỉ tay vào mặt của cô quát lớn: "Mày biến, mày với ba mày cũng như nhau cả thôi, mày đừng có ở đây nói chuyện đạo lý nữa." "Cho em ngồi đây một lát, khi nào mẹ ra khỏi phòng cấp cứu em đi được không ạ?" Thành Công đứng dậy định ra tay với Khánh Chi nhưng bị Việt Hùng kéo ngồi xuống vị trí cũ. Tuy nhiên anh vẫn không hề nguôi giận: "Mày muốn tận mắt thấy mẹ tao chết thì mày mới yên tâm chứ gì?" Việt Hùng đánh vào người của Thành Công: "Mày không yên lặng bảo vệ tới đuổi cổ mày ra ngoài bây giờ." Nhớ tới hồi sáng anh tới đây, dì Huệ vẫn còn cấp cứu, Việt Hùng hỏi Thành Công để đánh lạc hướng: "Dì Huệ vẫn chưa tỉnh à?" "Dì ấy tỉnh rồi nhưng tinh thần của dì rất hoảng loạn, buộc bác sĩ phải tiêm thuốc an thần cho dì ấy." "Ai đang ở với dì ấy?" "Tao thuê bác sĩ của bệnh viện theo dõi tình hình của dì ấy rồi. Khi dì ấy tỉnh dậy, họ sẽ gọi." "Có thể tên trộm đột nhập nhà mình buổi tối hôm là người quen nên dì Huệ mới hoảng loạn như vậy." Việt Hùng vừa dứt lời thì Quyền dẫn theo hai người mặc đồng phục đi công an tới. Trong đầu tất cả mọi người cứ nghĩ ai đó đã báo với công an chuyện bà Vân bị ông Mạnh đẩy ngã cầu thang và công an tới đây để bắt ông Mạnh về đồn. Không ngờ một trong hai anh công an đi cùng Quyền lên tiếng: "Xin lỗi, ở đây ai tên là Lưu Việt Hùng?" Nghe công an nhắc tới tên của Việt Hùng, Thiên Hương lập tức rời khỏi vòng tay của anh ngồi thẳng người. Việt Hùng điềm tĩnh lên tiếng: "Là tôi." "Xin lỗi, anh có thể về trụ sở công an quận với chúng tôi một chuyến được không ạ?" Nghe công an mời Việt Hùng về trụ sở công an làm việc, Thiên Hương nghĩ ngay tới ông.
anh đã làm gì đó với ông Mạnh, bởi vì anh cùng ông ta ngồi trên xe cấp cứu. Lúc tới đây vì lo cho sức khỏe của bà Vân mà cô không để ý đến ông Mạnh. Nãy giờ cô hoàn toàn không thấy bóng dáng của ông ta đâu. Không lẽ anh đã làm gì đó với ông ta nên mới bị công an mời về trụ sở làm việc? Cô không giữ được bình tĩnh mà bật khóc. Anh khuyên em bình tĩnh cơ mà. Anh đã làm gì ông ấy? Việt Hùng hôn chặn miệng Thiên Hương, không cho cô nói tiếp. Em yên tâm, anh không làm gì sai cả. Nói rồi anh quay qua hỏi hai anh công an. Xin lỗi, tôi đã phạm vi lỗi gì mà các anh mời tôi về trụ sở công an? Chúng tôi nghi ngờ anh có liên quan tới một vụ trộm tại Bình Thạnh buổi tối hôm trước. Các anh có thể nói rõ hơn được không? Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 7 của bộ truyện. Thu Hệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.